Tại vì Sương đã yêu con và tin con nên đã trao trọn cuộc đời con gái cho con rồi ba. Như vậy có nghĩa là... Dạ, giờ đây Sương đã có thai tròn 2 tháng rồi ba. Hai? Dạ, mày vừa nói gì? Sương đã có thai rồi ba. Trời ơi là trời, thôi chết rồi Hải ơi. Mày đã đem danh giá gia đình của tao mà mày chôn xuống vũng bùn nhơ rồi Hải ơi là Hải. Ba, ba ơi, vẫn biết rằng chúng con tự yêu nhau sẽ làm cho ba phiền dân. Nhưng xin ba hãy vì nghĩa nhân và lẽ sống của đời con mà phối hợp duyên tình. Con trẻ cổ đau ba lại nơi nào nhìn. Con cảm thấy cuộc sống xa qua lúa là nhung gấm. Nó giả dối lòng lừa đi chạy theo dục vọng nhỏ nhoi. Vì vậy mà con mới tha thiết yêu Sương, một cô gái thôn quê giản dị bình thường. Mặc dù nghèo nhưng tùy mỹ đoan trang, tuy chẳng cao sang nhưng giàu lòng chung tùy. Con phải biết trước kia ba là một ông phán uy tín khắp vùng. Tuy nay đã về hưu nhưng vẫn còn danh giá mà con. Không lẽ con muốn danh dự nhà ta phải tan theo bọt nước hay sao? Hải ơi là Hải, mà giết tao phải không Hải? Hả? Con nào dám đâu làm điều sai trái để phải mất đi danh dự của gia đình. Không nỡ để người mình yêu mến khóc cạnh mẹ bàn chua xót nỗi niềm riêng. Rẻ tuy chia quyên thì tinh thần đâu con lo học nữa. Vậy cuối xin ba hãy ban ra một lời hứa kết hợp duyên tình để cho hai đứa. Bây giờ mày bắt tao hứa phải không? Ba hứa với con một lời đi ba. Hứa đi ba, để cho con yên lòng ăn học mà ba. À, ba hứa với con đó. Ba hứa với con hả ba? À, ba hứa với con là ba sẽ thu xếp cho ổn thỏa việc này để con yên lòng mà dạ, đi học. Con xin đội ơn ba. Giờ đây con đã yên tâm mà ra đi rồi. Thôi con đi đi. Cố gắng là học nghe con. À, tương lai của con mà chỉ còn có một năm nay nữa thôi đó con. Dạ, à, con xin nghe lời ba dạy. Và thứ ba, con đi. Chuyện này kể ra cũng rắc rối thật. Không ngờ cho cha con thằng Tư nó ở đậu trong đất của mình, mà hôm nay lại xảy ra cớ sự. Thật rõ ràng dưỡng hổ di quả mà. Rồi đây phải biết ăn làm sao, nói làm sao với bên chị cả Lý. Chỗ vừa thâm tình giàu có mà lại chối từ. Để nó đi ăn ở với cái con nhỏ nghèo nàn đến mang thai. Trời ơi, việc này đổ bể ra thì còn chi là danh giá. À, phải rồi. Nếu muốn bảo vệ được tiếng tai thì giờ đây chỉ còn một cách. Mày trẻ đâu? Qua kêu cha con thằng Tư đến đây lập tức. Hải ơi, bằng mọi cách ba sẽ bảo vệ tiếng tai và cả tương lai rực rỡ của con đó Hải à. Dạ chào ông Phán. Dạ con kính chào ông. À, chú Tư với cô Sương mới qua đó ha. Dạ vừa được lệnh gọi của ông Phán, cha con tôi vội vã đến đây ngay. Tốt lắm, vậy thì mời chú Tư ngồi. Dạ thưa ông Phán. Chú ngồi đi, để nghe tôi nói chuyện này nè. Dạ có chuyện chi xin ông Phán cứ dạy, cha con tôi sẵn sàng nghe theo.
Như vậy chú mới là người biết điều đó. Và dù sao ông Phán cũng đã cho cha con tôi ở đậu trong đất này. Ơn nghĩa ấy muôn đời tôi xin ghi dạ. Vậy mà tại sao chú lại dông ân gây cho tôi những điều tai họa, đối xử tệ với chú đâu mà chú lại hiếm sâu? Dạ ông Phán nói điều chi, thật tình tôi đây không hiểu được. Tôi lầm lỗi gì đâu mà gây quả hiểm sâu. Chú cũng biết rằng tuy tôi đã về hưu, nhưng mà danh giá gia đình nào có thua kém ai đâu. Và ở nơi đây ông Phán giàu sang tột bậc, lừng lẫy tiếng tâm ai ai cũng nể kiêng. Vậy mà có một người không nể kiêng tôi đó chứ. Dạ, nhưng người ấy là ai vậy ông Phán? Còn ai khác hơn là chú? Hả? Dạ ông Phán nói chú là một người rất tử là tham lam. Dạ thưa ông Phán, xưa nay tôi là người ngay thẳng, nào có biết tham lam bất cứ của ai, dù là một vật nhỏ. Đúng rồi, chú không có tham lam vật nhỏ, mà chú chỉ nghĩ ngay đến một sản nghiệp lớn thôi. Thưa ông Phán, đĩa mà đòi đeo chân hạt, con cóc mà muốn trèo thang, còn chú, một kẻ nghèo nàn khốn khổ mà lại muốn bước lên ngang hàng địa vị với một ông Phán, phải không hả? Dạ ông Phán nói vậy tội nghiệp cho tôi nào dám đâu nghĩ thế. Chú không dám nghĩ thế hả? Mà tại sao chú lại dùng vũ khí tình gì? Đó là chú đem con gái có một nhan sắc mặn mà để làm mồi cho con tôi mê mẩn. Trời, có thể nào vậy sao? Chuyện này tôi không hay biết sự thật như thế nào. Sương, dạ, con hãy trả lời cùng ông Phán. Dạ cuối xin bà hãy nên rộng lượng thương tình. Con đây tỏ thật ngon ngành, cũng chính vì anh hại thương con, và anh hứa sẽ cứu thương, cho nên trước tấm chân tình con đem lòng tha thiết yêu anh. Hả? Con đã yêu cậu hai đây à? Dạ, vì tin lời anh Hải nên giờ đây con đã trót mang thai 2 tháng rồi. Trời, ba, ba. À, chú Tư, bình tĩnh lại chú Tư. Trời ơi, Sương ơi, con đã giết ba rồi. Con đã giết ba rồi. Ba ơi, con xin ba hãy tha tội cho con. Con còn ngờ đâu, vì tình yêu của con đã làm cho ba đau khổ. Sương con, ba đã từng dạy con, và ba cũng đã nhiều lần nhắc nhở, mà tại sao con lại chẳng nghe ba? Để giờ đây gia đình ta đành mang thảm họa. Ba, ba ơi, con có lỗi với ba nhiều lắm, nhưng biết phải làm sao khi tuổi xuân của người con gái đã nếm qua mùi vị của yêu. Tuổi thanh xuân qua mộng
rằng giá cảnh ta chẳng được cao sang, nhưng ba xem con cũng như vàng như ngọc. Rồi hôm nay khắc nào như cơn gió lốc cuốn phăng đi một loài thảo mộc bơm đàn, để cho cánh hoa xinh phải càng nhắc ra ba càng thêm thẹn tội, thầm trách cho thân phận của mình sao bạc phước không may, vì chữ nghèo nên quả gởi tay bay, vì chữ khổ nên ngày nay mình mang nhục. Ba thương con nhưng lại đành bất lực, chỉ biết nhìn nhau nghe rãi rứt ngậm. Yêu đương mà giờ đây cha con ta phải gánh vào hậu quả. Phải chi con nghe theo những lời ba dặn, biết giữ phận mình cung cấp cho dội trèo thang. Ba ơi, sợ gì hôm nay là do con, tất cả vì nhẹ dạ nghe theo lời cám dỗ mất nào có ngờ đâu gây hậu quả khôn lường. Cha mang lấy tiếng tai, còn con thì đau khổ trước thực tế phũ phàng, lòng nức nở ai biết. Chuyện lỡ rồi than cách nữa mà chi, hãy cố quên đi nên nghĩ về hiện tại. Cũng bởi vì con không nghe theo lời phải rửa mấy sông. Sư con, thôi tôi kêu qua đây không phải để nghe cha con mấy người khóc lóc, mà tôi muốn chú hãy giải quyết việc này cho xong nè. Dạ thưa ông Phán, đứng trước sự việc này tôi cũng không biết phải giải quyết ra sao. À nếu vậy thì tôi sẽ thay chú mà đứng ra giải quyết, chắc chú bằng lòng chứ. Dạ, ông Phán muốn giải quyết thế nào cha con tôi cũng cam nhận lấy. Tôi biết chú thương cô Sương, con gái của chú lắm, thì ngược lại tôi cũng rất thương thằng Hải, con trai của tôi chứ. Dạ ông Phán muốn nói, như chú cũng biết, giữa tôi và chú chắc không thể nào đứng ngang hàng trên danh nghĩa Xu gia. Vì vậy mà tôi đã hứa làm xu với bà cả Lý để cưới con Hà cho thằng Hải. Dạ vậy thì nội trong ngày mai chú phải lập tức dọn nhà đi, để tránh việc rắc rối về sau. Chú hiểu chứ? Ông Phán, chú cứ yên tâm, tôi không phải là người ở ác. Trong khi cô Sương đã trót mang thai, tôi cho cha con chú số tiền này nè. Để làm gì? Là để trả công. Cô Sương nuôi giùm cháu nội mà tôi không biết mặt, để tránh điều tai tiếng mai sau. Dạ tôi xin thành thật cảm ơn ông đã có già đói thương, nhưng số tiền này tôi chẳng dám nhận đâu. Tại sao chú lại không nhận? À hay là chú chê? Dạ tôi tuy nghèo sát nghèo sơ, nhưng cũng đủ tiền nuôi cháu ngoại của tôi. Ông Phán đừng bận tâm như vậy, vì đây là giọt máu bỏ rơi của kẻ đã tự xưng mình là người nhân đức cao thâm. Hả?
cô Sương muốn nói là... Tôi đã lỡ lầm, nên trót mang thai thì tôi chấp nhận. Và nếu sau này nó là con gái thì tôi sẽ chỉ cho nó thấy tấm gương của mẹ nó mà hãy tránh xa. Đừng quá nhẹ dạ tin lời đường mất rồi chuốc khổ vì mình. Tốt lắm. Còn nếu nó là con trai? Nếu nó là con trai thì tôi phải dạy cho nó nhiều hơn về nhân nghĩa. Đừng để nó đi dụ dỗ con gái của người ta, phá vỡ những cuộc đời trong chân thơ ngây, để cho họ mắng mẹ chửi cha mình càng thêm nhục nhã. À, như vậy là cô muốn ám chỉ ai? Tùy ông hiểu lấy. Mình về đi ba. Chào ông. Chào ông Phán. À, nhưng còn số tiền này, chẳng lẽ Hàm Quyết phu nhân tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người lại dơ chính miệng mình hay sao? Ủa, sao kỳ vậy kìa? Hài hẹn với mình ở đây, tại sao giờ này mà chưa đến? Hay là... Anh Tùng. Hả? Anh Tùng, anh đợi em có lâu không? Vừa đủ để cho anh sốt ruột. Thôi, cho em xin lỗi nha. Tại vì hôm nay ở nhà em có khách nên em không có đi được. Ủa, khách nào với em? Gia đình ông Phán đó. Gia đình ông Phán? Dạ. Như vậy có nghĩa là... Ông Phán sang nói với mẹ em để cưới em cho cậu Hải. Hả? Ông Phán định cưới em cho cậu Hải? Phải. Vì giữa mẹ em và ông Phán khi xưa kết thân giao trong tình nghĩa đậm đà, dẫu rằng ngày hôm nay ông Phán đã về hưu, nhưng quyền thế của ông đã bay xa lan rộng khắp vùng và sức đổi sang vào ruộng đất thì bao la. Nhưng về phần của mẹ em có thuận ưng hay lại khước từ? Mẹ của em đã bằng lòng, bằng lòng ước mong thành nợ duyên. Còn riêng đối với Hà đây, em nghĩ sao đứng trước việc này, chắc em cũng sẽ bằng lòng, bởi hai nhà còn muốn đăng. Tùng ơi anh chớ nghĩ nàng, lòng dạ của em không thể đổi dời. Em yêu anh nhất trên đời, chỉ có anh là lẽ sống. Thank you.
Em hãy quên đi chuyện của đôi mình, cất bước vui trôi tròn chữ hiếu, đừng vì chút tình phải lỗi đảo lòng con. Với mối tình đầu em đã trót trao anh, với tất cả niềm tin và hy vọng ở lòng mình, nhưng nay đành nén nhãn đôi nơi, tôi thế là tôi còn gì mong đợi nữa. Hoàn cảnh này em biết phải liệu sao đây, một bên là tình yêu còn một bên là chữ hiếu. Hà ơi, em hãy dính theo lời mẹ, cất bước vô ý cho đồng đạo là con. Anh Tùng, nếu như em dính theo lời của mẹ làm vợ người ta tin tưởng thời gian là liều thuốc sẽ giúp cho chúng ta quên dần nỗi đau khổ bi ai. Em hãy về, em hãy về xây hạnh phúc tương lai, đừng bận tâm chi một kẻ trắng tay mang nhiều bạc phước. Tùng ơi, dẫu muốn quên không làm sao quên được, khi mối tình đầu mình thề cũng muốn dệt gắn theo qua những bản tình ca không còn du dương trầm bông, bởi khúc nhạc năm xưa giờ đây say dây lạc quyến, dẫu nắng tiếng tơ luôn thì duyên nợ cũng không thành. Cất bước vui trôi tròn chữ hiếu, đừng vì chút tình phải lỗi đảo lòng con. Với mối tình đầu em đã trót trao anh, với tất cả niềm tin và hy vọng ở lòng mình, nhưng nay đành nén nhãn đôi nơi, tôi thế là tôi còn gì mong đợi nữa. Hoàn cảnh này em biết phải liệu sao đây, một bên là tình yêu còn một bên là chữ hiếu. Hà ơi, em hãy dính theo lời mẹ, cất bước vô ý cho đồng đạo là con. Anh Tùng, nếu như em dâng theo lời của mẹ làm vợ người ta trong nhung tin tưởng thời gian là liều thuốc sẽ giúp cho chúng ta quên dần nỗi đau khổ bi ai. Em hãy về, em hãy về xây hạnh phúc tương lai, đừng bận tâm chi một kẻ trắng tay mang nhiều bạc phước. Tùng ơi, dẫu muốn quên không làm sao quên được, khi mối tình đầu mình thề nhưng giờ đây mẹ em đã nhận lời cầu hôn của ông Phán thì không thể đổi thay. Không, dẫu biết chúng ta tha thiết yêu nhau nhưng cũng phải đành cam cúi đầu chấp nhận. Hà ơi, anh Tùng, thôi
thế là đã hết. Anh Tùng. Đã hết rồi Hà ơi. Không. Hết rồi. Anh Tùng. Ba ơi, ba hãy tỉnh dậy uống thuốc đi ba. Con đã sắc thuốc cho ba rồi đây. Hãy ráng tỉnh dậy đi ba. Sương đó hả con? Dạ, con đã sắc thuốc cho ba rồi đây. Để con đỡ ba ngồi dậy uống thuốc nghe ba. Ba. Tiền đâu mà con đi hốt thuốc bắc nữa vậy? Dạ, không phải thuốc bắc đâu ba. Sáng nay hết tiền rồi. Con mới sang qua nhà bà Sáu chủ đất đã cho mình ở đậu mấy tháng nay để con mượn tiền. Nhưng lúc này bà Sáu cũng túng quá nên mới chỉ bảo cho con đi kiếm thuốc nam đem về sắc cho ba uống đó. Ba, ba hãy ráng uống cho mau mạnh nghe ba. Tội nghiệp cho con tôi quá. Từ ngày cha con mình bị ông Phán đuổi đi vì quá buồn rầu mà ba sanh trọng bệnh. Còn con thì phải chịu nhọc nhằn vất vả gian lao. Làm mướn, làm thuê lo bề bữa rau bữa cháo. Bên mái chòi tranh cha con cùng nương náu. Bởi phận mình nghèo đành phải vươn lấy quả tay. Từ hai tháng nay ba ôm đau sức khỏe lại suy dần, không đủ thuốc men và thất thường ăn. Nên ba biết sức mình chắc không còn sống được bao lâu. Không, không đâu ba ơi. Ba chớ lo, xin hãy an tâm mà an dưỡng bệnh tình. Đừng bỏ con một mình, hãy sống với con dù đôi nỗi nhọc nhằn khổ cực. Con vẫn vui cười vì bên cạnh có ba đây. Nếu ba có mệnh hệ chi thì lòng của con vô cùng ân hận. Nhìn vợ xanh xao, con nghe như ruột thắt gan bầu. Sương con. Bà hãy uống chén thuốc này đi. Biết đâu chừng mai thầy phước chủ, bà sẽ bình phục lại như xưa mà bà. Không đâu con, bà biết sức của bà mà. Chắc không thể nào ba sống được nữa đâu. Ba ơi, ba đừng nói vậy làm cho con sợ lắm. Thuốc đi, ba hãy ráng uống cho hết bệnh nghe ba. Sương con. Ba. Suốt mấy bữa nay ba nghe trong người khó thở quá. Ba. Dường như lòng ngực của ba có ai treo đá nặng ngàn cân. Ba. Con. Ba. Dù ba có chết đi thì ba cũng cam lòng. Ba. Ba chỉ thương cho con ở lại dương trần chịu nhiều đau khổ. Ba. Ba đừng trôi chân làm đau lòng con lắm. Ba không thể nào chết được. Ba phải sống với con. Ba phải sống với con mà. Con ơi, phàm là người thì ai cũng đều có số.
không thể nào ta cãi được đâu. Vậy trước khi ba nhắm mắt lìa trần, thì con hãy nghe trôi trăng bao lời. Nay sắp chia xa rồi, thương thật nhiều con tôi. Song cảnh đời khúc côi, hai ráng lo thân mình, gia dưỡng nuôi cháu thơ nên người. Vừa qua mới nghe bao lời, nguyện ghi tâm chẳng bao giờ dời. Nhìn ba xót xa nằm ngồi làm cho chưa chan lệ rơi. Xuân con ơi, chớ qua bi thương sẽ làm cho áo mòn sức khỏe. Dù có khóc than cũng không sao, tránh khỏi luật tử sanh của kiếp con. Vậy con hãy nghe ba trăng trôi một đôi lời, dầu đói nó cũng dình lòng ngái thẳng, dẫu nghèo giàu cũng vẹn đạo nghĩa nhân. Con hãy cần bảo trọng lấy thân và nuôi dưỡng trẻ thơ cho đến ngày khôn lớn. Giờ đây ba không được gần con nữa để hầu dạy khuyên những lời lẽ chân tình. Con xin dâng lời khuyên dạy của ba, cố gắng nuôi con không quản ngại nhọc nhằn thân xứ. Giờ đây ba sẽ yên lòng nhắm mắt, nhưng kế tiếp rằng chưa nhìn được mặt cháu thơ. Ba ơi, Sương con, ba mệt lắm rồi, chắc ba không còn kéo dài cuộc sống này thêm được nữa đâu con. Không, ba ơi, ba đừng bỏ con, hãy ở lại với con ba ơi. Sương ơi, ba, mắt của ba như quang mây mờ bao phủ. Ba, tai của ba giờ đây chỉ nghe vang vẳng tiếng của con thôi. Ba, ba ơi, ba đừng bỏ con, ba đành bỏ con sao ba? Cái chết đã đến với ba rồi. Ba, con ở lại bình an, lo nuôi cháu ngoại của ba. Em định đi đâu đó? Đi Đà Lạt chứ đi đâu? Đi Đà Lạt để làm gì? Đổi gió chứ làm gì? Nay đi Đà Lạt đổi gió, mai đi Vũng Tàu tắm biển. Có lẽ rồi mốt bữa kia nó em còn đi đến Hà Tiên Rạch Giá nữa là. Dĩ nhiên thôi. Hôm nay em trả lời với tôi như vậy đó hả? Anh nên nhớ rằng chồng chứ đâu phải là cha, mà anh nói ra lại không cho tôi trả lời chứ. Nhưng em nên nhớ rằng không chồng thì đi dọc đi ngang, có chồng thì thẳng một đàng mà đi. Hơn nữa, hiện nay tôi đã ra trường, cũng địa vị một kỹ sư chứ. Ôi, bộ anh tưởng tôi cần cái địa vị kỹ sư của anh lắm sao? Chưa chắc là nghe, chưa chắc nhà của anh giàu hơn gia đình của tôi á nghe. Hà, cô muốn nói? Tôi muốn nói là từ ngày anh cưới tôi về đây, đã gần một năm nay, theo lệnh mẹ cha, tại sao anh cứ mãi lơ là? Hãy anh mơ tưởng bóng hình con Sương đang sống tha phương, thật quá chung tình với người lý tưởng.
khi đã hẹn hò. Nè, cô không được phép dùng lời phao du ghen gió ghen mây, vì tôi với Sương Ly biệt hơn một năm nay như áng mây bay. Chỉ vì ly biệt với nhau, chắc lòng anh rất khổ đau, nên anh ân hận không cần đến giờ. Người vợ thủy chung luôn luôn kế cận yêu chồng hết mực. Yêu chồng hết mực hay là làm cho chồng mang nhục? Cái gì? Anh mang nhục? Là mang nhục thế nào? Thế nào thì tự cô biết lấy. Tại sao cô lại hỏi tôi? Nhưng tôi muốn anh phải có bằng chứng rõ ràng hơn. Bằng chứng là sau đêm tân hôn. Tôi vô cùng ân hận. À, có phải anh cho tôi là người không còn trinh tiết cái gì? Tùy cô hiểu lấy. Vậy còn anh? Anh là một thanh niên trong trắng lắm sao? Anh nên nhớ rằng tiên sử kỷ hậu lại sử bị, bắt lỗi người á thì phải xét lại lỗi của mình chứ. Nhưng cô nên nhớ tôi là trai. Anh cũng nên nhớ thời buổi hiện nay nam nữ bình quyền mà. Hơn nữa, trước khi cưới tôi, ba anh ông Phán đó đã hứa với mẹ tôi rồi mà. Cả như thế nào? Nếu anh muốn biết á thì hãy hỏi ông Phán, ba của anh, chứ sao lại hỏi tôi. Ha, hôm nay cô phải đó Hải con. Ơ kìa, ba lại trở ho nữa rồi. Cũng không sao đâu con, trời trở gió nên ho nhiều chút thôi. Vừa rồi ba đã nghe hết câu chuyện của hai con. Vợ con nó nói phải đó con à. Phải là sao ba? Là vì trước kia ba đã hứa một lời ở trước mặt của chị Xuôi rồi. Hà lớn lên được nâng niu chịu chuộng, từ lúc thiếu thời quen sống cao sang. Bởi ba muốn cho hai con sống hiệp nên hứa là không ràng buộc, để cho con Hà được thông thả tự do. Đó, anh có nghe ba anh nói chuyện, anh còn mắc lỗi hay không nữa vậy? Chẳng lẽ ba anh là người lớn lại dội nuốt lời hứa trước kia sao? Ô em đi, chớ quá hỗn hào, dẫu thế nào thì cùng ba tôi. Thôi hai con cãi giả làm gì, ba sợ tiếng đời mai mỉa thị phi. Dạ thưa ba. Thôi bỏ qua đi Hải. Ba, hôm nay con thấy ba ho nhiều hơn mọi bữa đó. Vậy để con đưa ba đi bác sĩ, đặng chích thuốc cho mau hết nghe ba. À, cũng được. Chứ để hò hoài ba khó chịu quá. Vậy thôi, mình đi ba. Thiệt là tức chết à. Mình sắp đi Đà Lạt với anh Tùng, thì ông già chồng lại ho, đưa đi bác sĩ. Đã trễ giờ hẹn với ảnh rồi, không khéo á, anh lại cho mình là... Ủa, anh Tùng, trời ơi, sao anh liều lĩnh quá vậy? Em không nghe người ta nói sao? Nói sao anh? Thương em, mây núi cũng trèo, mây sông cũng lội, mây đèo anh cũng qua. Anh Tùng, anh nói thiệt không? Thiệt chứ, có bao giờ anh nói dối Hà đâu. Nhưng anh không sợ chồng của em ghen hay sao? Anh vừa đến thì thấy kỹ sư Hải cùng với ông Phán đã lên xe đi, nên anh mới vào đây đó. Để chi vậy anh? Là để xem người ta có giữ già chung tình với mình hay không. Sao đã hẹn hò mà em quên lãng, hay đã đổi thay với một người yêu mình xưa nay? Không, anh Tùng ơi, anh nghe em nói đi nè. Nói gì? Tùng anh ơi, em yêu anh trọn đời không phai, và hôn nhân phải đâu ràng buộc con tim. Trong thâm tâm em chẳng khắc sâu mối tình
đầu bên anh hai. Trao trọn ân tình và cả cuộc đời trắng trong. Những ngày bên em anh hạnh phúc vô cùng, khi chia xa mới thấy lòng nhung nhớ. Nhưng vẫn khổ đau vì hiện giờ em là vợ của người ta. Không dạng dữ học chữ bướm mong mất cả lương tâm, làm cho nhục nhà gia đình. Nói tiếng thủy chung nhưng ngay lòng lại công chung thủy. Tôi rất ăn năn
trăm người vợ, phán trách bụi tình không gìn tròn cầu đạo lý nhân luân. Gặp nhau để mà tâm sự, và hôm nay đây thực tế đã phơi bày. Vậy ông cần gì nên giải quyết ra ngay? Trời ơi, tôi có ngờ đâu còn dâu tất thể, chẳng chút nghĩ suy lại gây ra điều nhục nhã cho nhà tôi. Cái gì? Cái gì nhục nhã? Chẳng lẽ yêu nhau mà là nhục nhã hay sao? Cô hãy im đi. Tôi không im. Dạ, tôi còn muốn nói nữa. Cô muốn nói cái gì? Tôi muốn nói đến những người ở ngoài miệng thì quên quan câu nhân nghĩa, nhưng thực tế ở trong lòng á thì chắc chứa gươm đao. Cô muốn nói ai hả? Tôi muốn nói đến những người vì tiền tài mà chó mắt, phụ bỏ tấm chân tình của những kẻ nghèo hèn. Nhưng cô... Thôi, tôi không muốn tranh cãi nữa. Nếu các người cần gì, cứ qua nói thẳng với mẹ tôi. Tôi cần ly dị với cô. Cái gì? Ly dị à? Ồ, rất sẵn sàng. Theo tôi thấy, đây là biện pháp tốt nhất đó ông kỹ sư Hải à. Thôi, chúng ta hãy đi Đà Lạt đổi gió nghe em. Ok. Và ngày mình sẽ về ha. Ok. Vở kịch đã hạ màn mà không mấy gì làm lý thú. Bye. Bye. Khốn nạn. Trời ơi, thật là nhục nhã nè trời. Kìa. Ba. Hồn ba hãy về đấy chân chiêu và phò hộ cho con luôn được mạnh lành, để dưỡng nuôi cháu Bích Sơn đến lúc nó trưởng thành. Ôi, ngày xưa cũng vì quá vất vả nên ba phải lâm bệnh mà vong mạng. Suốt 8 năm nay con nổi trôi ở đất Sài Gòn xa lạ này, nơi phồn hoa bao núi thăng trầm. Ba ngày xưa đã khuyên con rằng con đừng tạo bán thân
vui sống gương cùng con. Dạ thưa má, con đi học mới về. À, con đi học về đó hả Sơn? Dạ. Má ơi, bộ bữa nay má không đi bán chè nữa sao? Hôm nay má nghe trong người không được khỏe nên má mới nghỉ một bữa đó con à. Mai mốt con lớn lên, con sẽ gánh chè cho má đi bán nha má. Thôi, con học thì cứ lo học đi. Nếu mà thương má thì con gắng lo học cho giỏi, để sau này con giúp ích cho xã hội và cuộc sống khỏi phải vất vả như má hôm nay. Dạ. À má ơi, con muốn hỏi má việc này nè má. Việc gì vậy con? Má biết không, con thấy mấy đứa bạn học của con đứa nào nó cũng có ba, vậy còn ba của con đâu hả má? Ờ, Sơn à, nhưng hôm nay con hỏi chuyện ấy để làm chi vậy? Dạ, để cho biết ba của con hiện ở nơi đâu. Từ lâu rồi không gặp ba, vì con đã đến nhà của mấy đứa bạn. Ba nó vui cười, lại còn cho quà nữa. Nghe con trẻ vừa phân qua sao mà thấy xót xa, vì ba của con đặt tâm lìa bỏ mẹ để đi cưới vợ. Suốt 8 năm trời chẳng hề trở về. Má ơi, tại sao ba con đi cưới vợ bỏ má vậy má? Bộ ba không thương má hả? Sơn, Sơn con ơi, mặc dù con còn nhỏ tuổi nhưng má biết con rất thông minh và hiểu thấu. Vậy thì hôm nay má sẽ kể lại cho con nghe về cuộc đời lao đao khổ nhọc giảng dài gió mưa. Bao nhiêu kỷ niệm của ngày xa xưa hiện giờ đây đang bừng sống dậy rồi, khiến cho má nghe chua xót ngậm ngùi. Ba má yêu thương thật là sâu đậm, nghĩa mang tình nồng gắn bó bên nhau. Một hôm ba con lên Sài Gòn ăn học, ở chung quê nhà nội đuổi má đi. Nhưng tại sao nội lại đuổi đi? Tại má nghèo không xứng đáng làm dâu nhà ông. Phần khổ nhọc đến khi bão bệnh không tiền chữa trị, ông ngoại đành vĩnh viễn chia xa. Con yêu ngoại sao mà cảm thương, và dẫn ba với nỗi quá chừng, để má xa đi khổ sở một mình. Bích Sơn à. Dạ. Ngày xưa nội của con là một ông phán, tuy đã về hưu nhưng ruộng đất bao la. Ba của con lúc ấy đang học ngành kỹ sư nên ông nội con mới cưới cô Hà là con của bà cả Lý giàu sang cho ba của con, để được tròn môn đăng hộ đối. Còn má vì chữ nghèo lại ở đậu trong đức của người ta nên phải đành thua thiệt thôi con à. Thôi đi má ơi, má đừng có buồn nữa, để con nói chuyện này cho má nghe nè. Chuyện gì vậy con? Má cho con lãnh báo đi bán nha má. Ý, đâu có được con. Sao vậy má? Vì con còn đang đi học mà. Con đi học một buổi, còn một buổi con đi bán báo, chứ ở không làm chi má. Nhưng mà má sợ con sao lãng chuyện học hành. Không có đâu má, vì con thấy nè, má cực nhọc, thức khuya rồi dậy sớm. Con sợ má bệnh rồi không tiền uống thuốc, phải làm sao?
tội nghiệp cho con tôi quá. Mới 8 tuổi đầu thôi mà lại hiếu thảo vô cùng. Má, má ở đi nghe má. Nhưng mà ai ra lãnh báo cho con đi bán? Má đừng có lo, con có thằng bạn, ba nó hứa lãnh báo cho con đi bán. Cũng như nó, thế mỗi khi tan học về buổi chiều thì con ra bán báo để mà kiếm thêm. Chứ ở nhà không làm gì đây, khi má phải suốt ngày cố thay. Trời ơi, thật là thương mến. Con tôi hiếu thảo vô bờ, biết sao phải liệu bây giờ. Má ơi, má chớ có chần chờ, má hãy hứa bằng lòng với con đi. Sao? Má, má hứa đi má, bằng lòng nghe má. Má. Ừ, má bằng lòng đó. À, má bằng lòng rồi, vậy là con hoan nghênh má, hoan nghênh má. Con nhỏ thiệt là. Hải à. Dạ chi đó ba. Hôm nay con không có đi làm việc sao con? Dạ hôm nay chủ nhật mà ba. Ờ à, vậy mà ba quên nữa. Lúc này sao ba hay lẩn thẩn quá. Sáng giờ cái con nhỏ bán báo nó có đem báo lại chưa con? Dạ thưa ba, con cũng đang trông đợi nó đây. Hải à, từ ngày cái con nhỏ nó bán báo cho mình, sao ba nhìn thấy nó ba thương quá. Con có biết tại sao không con? Dạ tại vì ba thấy nó nghèo, cuộc sống khó khăn nên ba mới thương. Không phải vậy đâu, mà ba vẫn thấy gương mặt nó giống con á. Ba, ba nói cái con bé bán báo có gương mặt giống con hả ba? Phải. Chẳng biết tại sao từ khi gặp mặt nó là ba lại thấy mến thương vô cùng, như cháu nội của ba mà nó đã cách xa kể từ 8 năm qua. Tại vì ba tuổi đã già mà không có cháu trong nhà để sớm hôm chăm nước đi pha trà, nên ba mới xót thương. Kể từ khi con đã ly dị với Hà, đành lìa xa xứ sở ông bà vì tai tiếng sóng xa. Ba rất khổ đau sang giường bán ruộng, lên Sài Gòn tranh tài tiếng thị phi. Mấy năm qua yên ổn sống nơi đây, ba đừng buồn nữa mà chi. Không buồn sao được con, mỗi khi nhắc đến chuyện xưa là lòng ba vô cùng ân hận. Thôi ba ơi, chuyện gì qua rồi hãy để cho nó qua luôn đi. Có lẽ tại vì con với Hà không duyên không nợ nên mới khiến xui cho gãy đổ thế thôi. Tất cả sự việc này đều do ở ba, chứ phải chỉ ngày trước ba đừng đuổi con Sương á thì. Hả? Ba vừa nói gì? Ba đã đuổi Sương đi à? Phải rồi con, cha con của nó ra đi là chính ba đuổi đó. Trời ơi, thật vậy sao ba? Thật vậy đó con, vì ba sợ con buồn mà thôi học, nên ba phải nói dối là tự ý nó bỏ đi, chứ thật ra thì chính ba đuổi nữa. Trời ơi, vậy mà từ bấy lâu nay cũng nào ngờ. Làm sao mà có ngờ được sự sắp đặt của ba. Hải ơi, vì ba muốn bảo vệ tiếng tai và tương lai tươi sáng của con mà ba lại nỡ đuổi xuống đi, mang bào thai vừa mới tưởng hình. Ba đã đành bỏ rơi cháu nội của ba. Trời ơi, Sương ơi, Sương ơi,
ba kịp nghĩ suy thì mọi việc đều đã muộn. Ba nói chữ nghĩa ân mà trong lòng không nhân nghĩa. Đã từng dạy con mà sao ba sớm vội quên lời. Để cho con xuân lạc bước giữa dòng đời. Không biết giờ đây cháu nội của tôi còn hay mất, lưu lạc phương trời đầy gió bụi phong sương. Riêng con thì duyên nợ dở dang, ba gây nghiệp ác để rồi nhận câu quả báo. Kẻ gieo gió tất nhiên là gặt bão, có tránh đường nào chẳng có được trả gian. Suốt 8 năm nay không một lần gặp nó, ba mong rằng con Sương nó sẽ tìm lại được hạnh phúc sau này. Thôi đi ba ơi, chuyện gì cũng đều do nó định mệnh. Ơ kìa, con nhỏ bán báo nó đã tới rồi kìa ba. Báo đây, báo đây, có báo mới tin tức nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây. Con bé nó khôi hài cũng có duyên quá chứ. Dạ thưa ông, có báo mới đây. Nè, cháu à, sao lại gọi tôi bằng ông? Dạ, vì ông là ông chủ nhà. Đành vậy, nhưng tuổi tác của tôi chỉ đáng cha của cháu mà thôi. Không lẽ cháu gọi ông bằng cha? Không có được đâu, vì từ đó đến giờ cháu không có kêu ai bằng cha hay bằng ba gì hết á. Phải rồi, ở nhà cháu có ba thì còn gọi ai bằng ba nữa bây giờ? Dạ, cháu đâu có ba. Sao? Cháu không có ba à? Dạ có. Ủa, mà không có. Tại sao có mà lại không có? Đầu cháu nói cho ông nghe rõ coi. Thôi cháu không nói đâu, cháu phải lo đi bán báo vì má của cháu. Má của cháu làm sao? Sáng ngày má đang nhiễm bệnh, chẳng đi bán buôn gì được. Dạo này má lại hay đau, chắc là má đang thương nhớ, bởi ba bỏ má đi rồi. Đi hồi nào? Cháu nói rõ cho ông tường sẽ giúp đỡ, chớ nên giấu giếm điều gì. Cháu nói đi, cháu hãy nói đi. Ông ơi, ba cháu đã bỏ ra đi, trong khi má cháu mang thai vừa tròn 2 tháng. Tình mẹ thương con như biển hồ lai láng, má đã khổ đau suốt 8 năm. Sao cháu lại không thương ông nội hả? Tại vì ông nội đuổi má cháu để cho ông ngoại buồn rầu rồi sanh bệnh mà chết. Mẹ ơi, nghe tình cảnh của nó khiến cho ba thương cảm vô cùng. Nhưng không lẽ nó lại là... Ba hãy để cho con hỏi thêm cho biết. Nè cháu à, cháu tên là gì vậy? Dạ, cháu tên Sơn, Nguyễn Bích Sơn. Ủa, sao lại trùng họ với con? À, còn má cháu tên gì? Dạ, má cháu tên Sương. Hả? Tên Sương? Tên Sương. Còn ba cháu tên gì? Cháu có biết không? Hả? Dạ, ba cháu tên Hải, học làm kỹ sư. Hả? Kỹ sư Hải? Còn ông nội cháu? Dạ, ông nội cháu là ông Phán ở dưới Mỹ Tho. Thôi đúng rồi, quả thật là nó đây mà. Trời ơi, vậy là con của tôi đây sao? Hả? Ông vừa nói gì vậy? Bích Sơn, chính ba là kỹ sư Hải.
Ba là ba ruột của con đây. Không, tôi có ba, ông không phải là ba của tôi. Phải rồi cháu, chính ông là ông Phán, là ông nội của cháu đây nè. Không, không, ông chẳng quan hay gì họ hàng của tôi chơi nên đuổi dịch. Ông coi chừng làm đó, tôi chỉ còn có ba. Chính thật ba đây là kỹ sư gia tên Hải. Cháu hãy nên nghe lời của ông khuyên ngày xưa kia, hãy quên đi chứ đừng giận chi. Không, không, tôi không có ba, cũng không có ông nội. Tôi không có ba, tôi không có ba, tôi không có ba. Cô kìa, chạy đi đâu vậy con? Sơn à, Sơn có chừng xe đó. Trời ơi, bé Sơn nó bị xe đụng rồi. Ông có đi nhận thương máu lên. Trời ơi, Sơn ơi là Sơn. Cháu ơi, bé Sơn à, bé Sơn, cô có sao không vậy bé Sơn? Giờ này đã quá trưa rồi, tại sao không thấy bé Sơn nó về ăn cơm vậy kìa? Hễ tới ngày chủ nhật là nó lãnh báo để bán buổi sáng. Thật là tội nghiệp cho con của tôi quá. Chỉ mới 8 tuổi đầu thôi mà phải vất vả gian nan rồi. Sơn. Hả? Cậu Hải. Trời ơi, quan gia lại đến nữa rồi. Sương, anh là Hải của em đây. Không, không. Cậu, tôi xin cậu Hải về đi. Sương, em không còn yêu anh nữa sao? Em nỡ nào lại xua đuổi anh hả Sương? Đó là chuyện của ngày xưa. Còn giờ đấy, tôi xin cậu mà. Sương, anh gian em đừng bao giờ gọi anh bằng tiếng cậu, mà làm cho anh nghe não nề chua xót. Nếu còn yêu Sương thì xin anh hãy về đi. Đừng đến đây khơi lại bếp lửa lòng mà suốt 8 năm nay Sương đã cố tình dập tắt. Sương à, dù có tiếc thương thì định số cũng an bài rồi. Vậy xin anh hãy cố quên đi. Lòng nào đành quên nhau khi mối duyên đang nồng đượm biết bao. Ngờ đâu bế dâu trong đời chia cách đôi tình mình dang dở. Lòng vẫn hằng nhớ thương và khắc sâu bóng của Sơn. Ân tình xưa chẳng còn đâu, khi mở cho tàn đã dừng tắt theo thời gian. Dư thì đành ly cho khổ sầu đời hai chúng mình. Những tiếng yêu đương anh nhớ từng lời, dù cho đến chết không vời. Hãy về đi thôi, chứ nên khơi lại những gì xa xôi đã quên lâu. Anh Hải ơi, dầu cho anh dương lấy khổ đau thì cũng còn có kẻ cần kề an ủi.
lệ tình cảm, nhìn hạnh phúc của người ta mà luôn xót xa khi bèo nước biệt ly sâu. Một nỗi u hoài tê tái dạng niềm đau. Ôi những lời chua xót biết bao, như ngàn mũi kim châm vào trái tim anh cho gì mau. Đôi ngả chia ly thôi đành thương tiếc, dương bận nhau chỉ cho mắt lệ quen sâu. Tình nhau cho luyến lưu khi biệt ly, thêm vấn vương làm gì? Để anh được sẻ chia nỗi đau thầm lặng mà suốt 8 năm qua em nặng gánh trong đời. Gặp lại nhau đây anh thốt chẳng nên lời, chỉ tại ba anh mà chúng mình dạn dở quan niệm lỗi thời về hồ. Chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm, tay nắm con đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ, mưa ướt lạnh vai em, anh thấy lòng mình xót xa. Mùa thu năm nào anh với em gặp nhau, tưởng rằng mình quên nhau thôi khi đã biết yêu nhau rồi. Đôi trái tim chờ nhau, hẹn một mùa đông muôn thuở, sương giá lạnh môi anh, em thấy lòng mình giá băng. Phải, giữa hai ta mối tình xưa còn đó, em lại nỡ nào xóa bỏ đành sao? Anh Hải, nhưng còn vợ của anh. Anh và Hà đã ly dị 6 năm nay rồi, vì anh không thể nào yêu được ai ngoài em nữa. Em chỉ muốn yên thân để sống với con mà thôi. Có phải bé Bích Sơn đi bán báo nó là con của chúng ta không? Hả? Sao anh lại biết? Vì sáng nay nó đã kể hết đầu đuôi về cuộc đời khổ sở của em cho ba và anh nghe. Nhờ vậy mà anh mới biết được em ở đây đó. Còn bé Bích Sơn, con của em, tại sao giờ này mà vẫn chưa thấy về? Anh có biết nó đang ở đâu không? Trời ơi, sao bỗng nhiên em lo sợ cho nó quá. Lúc sáng anh và ba nhìn được nó mà nó lại không chịu giục chạy ra ngoài thì... Thì sao? Anh Hải, anh nói bé Sơn nó sao? Nó... Thế nào? Nó đã bị xe đụng. Trời ơi, bé Sơn con tôi, nó đã bị xe đụng. Như vậy là chết con tôi rồi. Sương, Sương à, hãy bình tĩnh lại đi em. Nhờ chiếc xe thắng kịp,
nên bé Sơn con của chúng ta chỉ bị trầy da thịt bên ngoài sơ sơ, nên không nguy hại chẳng hề chi đâu. Anh với ba đưa nó kịp thời, vô nhà thương mà lo thuốc men rồi. Nếu con tôi có điều chi mệnh hệ, chắc không thể nào tôi sống được đâu. Vậy anh hãy mau theo tôi vào bệnh viện, gặp mặt con cờ để xem nó ra sao. Được rồi, để anh đưa em đi. Ơ kìa, Bích Sơn đã về tới kìa. Má, má. Kìa, Bích Sơn con. Bích Sơn. Má, con có sao không vậy con? Dạ con không có sao hết á. Nhà ông này đưa con đi bệnh viện đó má. Ờ, dạ, chào ông Phan. Sương, con hãy tha thứ cho ba. Chính vì sự độc đoán sai lầm mà ba làm cho con 8 năm nay khổ sở. Dạ, tôi nào dám trách phiền, oán giận chi ông đâu. Ba nghe nói chú Tư nó mất rồi phải không con? Dạ, ba tôi chết đi, trong khi bé Bích Sơn chưa mở mắt chào đời. Trời ơi, tất cả sự việc khổ đau này đều do ở nơi tôi. Chú Tư ơi, nay tôi đến đây xin mạng phép được thắp cho chú một nén hương để gọi là sự ăn năn hối lỗi vô cùng. Xin hương hồn chú có linh thiêng, hãy về đây mà chứng chiếu cho tôi. Nói lại mối thâm tình và gọi nhau bằng hai tiếng anh xui. Sương, Sương hỡi Sương ơi, ba em nơi xuôi vàng cũng tha thứ. Và sẽ bằng lòng cho chúng mình nổi lại duyên xưa. Sương, em hãy tha thứ cho ba và anh để gia đình vui câu đoàn tụ, bù đắp lại những ngày em vất vả gian nan, để chúng ta được chung lo cho tương lai hạnh phúc của con mình. Ông này có phải là ba của con không? Phải đó con, chính đây là ba ruột của con. Vậy con hãy lại nhìn ba và ông nội đi con. Ba, ba. Sơn, Bích Sơn. Ba. Con gái của tôi đây mà. Ôi tôi vô cùng sung sướng, tôi vô cùng sung sướng. Còn ông là ông nội của cháu đây nè. Ông nội. Ờ, cháu nội của ông. Thôi hôm nay gia đình đoàn tụ rồi, cháu hãy theo ông về nhà của ông, rồi ba má cháu sẽ về sau nghe. Má ơi, con theo ông nội về trước nghe má. Má cháu sẽ bằng lòng mà. Má bằng lòng nghe má. Ờ, con đi với nội đi. Vậy thì mình đi nghe ông nội. Ờ, anh nè, cháu lên lưng ông nội cổng. Sương, em. Hải, anh. Giờ thì em hết giận anh chưa? Hết rồi. Nhưng anh phải hứa với em một chuyện. Chuyện gì vậy em? Em muốn anh đưa em trở về thăm viếng lại quê xưa. Và khi đó hai ta sẽ cùng nhau qua lối về xóm nhỏ.
Về thôn xưa ta hát khúc hoang ca, ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà. Rào rạt bao niềm thương trong mái la, rào rạt bao niềm thương trong mái la. Có những chiều hôm trời nghiêng nắng xế đầu non, nắng xuống làng thôn làm cho đôi má em thêm hồng. Lúa đã lên bông, mắt già tươi sáng tươi chờ mong tiếng hò cô gái sông Kiều Long. Mơ rằng mai lúa lên đầy bông, vầng trăng soi mái tóc em thơ, vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò, đường về thôn niềm vui trong đây đó.